Hey, rồi xin chào bạn trở lại video tiếp theo mình nha. Thì video này thì mình sẽ thông báo cho người về thời gian ra mắt của trang phục Rocky Bách Tướng Lão Đại. Đồng thời mình sẽ chia sẻ cho người về giá bán chính thức của trang phục Rocky này. Và mình sẽ hướng dẫn các bạn làm sao các bạn thể mua được thẻ làm giá trang phục Rocky để các bạn mua trang phục Rocky với giá là 499 USD đấy nha. Và trước khi vào video clip mình có thể bỏ ra 10 giây mình nghe like, ra đăng ký kênh, bình luận ra phía dưới giúp mình. Và nào yêu quý mình hơn để chia sẻ video của mình tới bạn bè các bạn để giúp kênh mình sớm đạt 100.000 lượt đăng ký nhé. Mình cảm ơn các bạn rất là nhiều luôn. Và như thế đây mình có một cái thỉnh cầu nho nhỏ, các bạn thể bớt chút thời gian các bạn qua kênh Niran Stone mô hình này, mọi người đăng ký kênh tiện thể mọi người có thể để lại cho mình một chút thời gian, mọi người like video này ủng hộ mình để giúp kênh của mình sớm lên một chút người đăng ký nha mọi người. Thì kênh này thì mình bán về mô hình đồ chơi ấy. Anh em nào có nhu cầu mua mô hình đồ chơi thì có thể là qua kênh này để ủng hộ mình nhé, các bạn xem được. Ok, và trước mặt mọi người là dương combo thẻ hàm giá hai trang phục, đó trang phục Rocky và trang phục Creed. Thì trang phục Rocky thì các bạn sẽ được mở bán với giá là 799 USD, và trang phục Creed ấy mình nhớ không nhầm, trang phục Creed khả năng là cũng 799 USD, sao khả năng là nó sẽ hoặc là rẻ hơn, khả năng trang phục Creed thì rẻ hơn hoặc là 799 USD như trang phục của Rocky. Mình nghĩ khả năng là rẻ hơn, chắc là tầm khoảng 699 USD gì đó, hoặc là biết đâu có thể là rẻ hơn thì sao, biết đâu là chỉ có 399 USD thì sao ấy, đúng không anh em đó. Thì hiện tại mình vẫn chưa rõ trong một Creed. Ok, thì khi các bạn tham gia sự kiện này thì các bạn sẽ mở hai thẻ hàm giá này với giá 50 USD đấy, tiết kiệm được 500 USD nhé. Mà các bạn mua năm, có nghĩa là hai cái thẻ này tương đương với 500 USD đúng không, thì các bạn chỉ mất 50 USD là các bạn đã sở hữu cái thẻ này rồi đó. Nhiều bạn thì không biết mua tại đâu đúng không, thì các bạn sẽ bấm vào phần shop giúp mình nhé. Sau đó mọi người sẽ bấm nhìn góc dưới sẽ có chỗ dương thẻ hàm giá. Tại vì một số bạn sẽ không hiện ra chỗ phần banner sảnh đâu, các bạn phải vào phần vật phẩm. Hoặc là các bạn sẽ bấm vào phần banner sảnh, bạn mua cho mình cái chỗ dương thẻ giảm giá này. Thì khi các bạn mở ra thì các bạn sẽ có hai thẻ giảm giá, thì các bạn sẽ có tầm ngày như là không nhầm như 4 mấy ngày hay 50 ngày gì đó. Đó thì các bạn yên tâm, 4-6 ngày. Thế nên là các bạn thoải mái để các bạn giữ nhé. Từ giờ đến yên tâm, từ giờ đến một thời gian nữa là trang phục của Creed là Bách Tướng Lão Tam sẽ ra mắt. Còn khả năng là một trang phục nữa là Bách Tướng Lão Tứ gì đó. Tam thứ nhất là Lão Nhị, xong Lão Tam, xong đến Lão Tứ đúng không anh em. Tại vì có 3 trang phục mọi người, bên Vương Giả Minh Diệu có 3 trang phục. Thì sau đây thì mình sẽ thông báo cho người về thời gian ra mắt của trang phục Rocky Bách Tướng Lão Đại nhé. Thì trang phục Rocky Bách Tướng Lão Đại sẽ ra mắt vào ngày 16 tháng 4, tức là đêm ngày hôm nay các bạn có thể mua nhé. Thì hiện tại thì anh em nào có nhu cầu nạp quân huy để đêm nay các bạn có thể mua trang phục Rocky, thì 00:01 là các bạn có thể mua được trang phục Rocky rồi. Đó thì và các bạn nên nhớ giúp mình trong thời gian giảm giá ưu đãi từ ngày 16 tháng 4 cho ngày 22 tháng 4, thì trang phục này sẽ giá gốc của nó là 799 USD, giảm giá chỉ còn 599 USD. Còn nếu các bạn có mua combo thẻ hàm giá gói 50 USD, cái gói mà 50 USD đấy, thì các bạn sẽ giảm giá chỉ còn 499 USD nhé. Thì các bạn sẽ tiết kiệm được tầm khoảng 100 USD. Thì nếu mà các bạn, nhiều bạn này bảo là ôi em không mua trong một Creed thì em không mua cái gói combo ấy nữa. Thực ra là các bạn mua gói combo đó, các bạn không mua trong một Creed thì các bạn vẫn lãi được 50 USD mà. Đấy, thế nên là mình khuyên các bạn nên mua, kể cả bạn không mua trong một Creed thì các bạn cứ mua các bạn để đấy. Còn nếu như nào thì các bạn xem xét các bạn mua trong một Creed có nên mua hay không. Tóm lại là các bạn vẫn, nếu mà các bạn không mua trong một Creed thì các bạn vẫn lãi 50 USD mà. Đấy, tại vì các bạn mua thì ai không mua thì các bạn thà các bạn mua 599 USD đúng không? Thì các bạn mua kia thẻ hàm giá đó thì các bạn tiết kiệm thêm 50 USD nữa là các bạn sẽ rẻ hơn một chút. Thế nên là các bạn kể cả không mua trong một Creed thì mình khuyên các bạn cũng nên mua thẻ hàm giá đó. Đó, và trước mặt mọi người là ngoại hình của trang phục Rocky Bách Tướng Lão Đại nhé. Thì trang phục này thì một số bạn sẽ bảo là ui sánh sự kiện của sánh trang phục này cực kỳ chất. Thì mình nhìn cái sánh này thì mình thấy là sánh thì khá giống trang phục Rap Bóng Cùng Lôi này, hay là trang phục Đăng Lốt Sự Việt. Thật sự là cái sảnh cực kỳ đẹp đấy. Mình vậy, theo quan điểm cá nhân của mình ấy, theo ý kiến cá nhân của mình ấy, thì sảnh của trang phục này mình thấy là cực kỳ đẹp, mà xuất hiện sảnh chờ cực kỳ chất lượng luôn. Đằng sau các bạn sẽ thấy là rất nhiều kiểu cái tòa nhà như kiểu là sự kiện như kiểu là trang phục nào cũng có thương hiệu thần ấy đấy. Thế nên được cái sảnh chờ thực sự là đẹp, cái sảnh chờ thì mình thấy là khá là chất nhé. Tại trên tay sẽ vác một cái súng rất là to, như kiểu súng của Capini, xong kiểu đầu của lân hay sao mọi người, trông rất là chất luôn. Mặt rất là điển trai nhé mọi người, trông thôi nhưng mà rất là điển trai. Và sau đây thì mình sẽ review cho người về hiệu ứng biên về của trang phục Rocky nhé. Thì mình đã chia sẻ cho mọi người rồi, thì sự kiện này trang phục này thì sẽ có 3 trang phục, đó trang phục Rocky,
trang phục Red và một trang phục nữa, trang phục đỏ đỏ kia, không biết là của Elsu hay của Dulen hay vị tướng nào ấy, mình cũng không rõ, hay là vị tướng chuẩn bị ra mắt nữa, không biết nữa. Đại loại là sẽ có 3 trang phục, hiện tại giờ mới có 2 trang phục thôi. Đó, trang phục Red thì mình thấy là trang phục Red đẹp hơn là trang phục của Raoki. Quan điểm cá nhân của mình ấy, Raoki thì được cái màn sảnh chờ rất là đẹp, nhưng vào trong một trận đấu các bạn thấy thật sự là cái màu nó mình thấy là không được đẹp, màu nó phải tím đậm chứ cơ. Các bạn biết là như trang phục Raoki bão vũ cổ lôi kiểu hiệu ứng kỹ năng của nó đẹp dã ma luôn. Các bạn nếu các bạn sẽ thấy là hiệu ứng tím tím mà di chuyển này, hiệu ứng tím tím kiểu nó nổi ra rất là đẹp. Nhưng mà trang phục này thì không một hiệu ứng gì cả ngoài hiệu ứng chiêu thức. Đấy, ngoại hình này thì các bạn thấy là không khác gì một cái, các bạn biết là các bạn bật đồ họa kiểu giảm hết đồ họa đi, kiểu như kiểu các bạn giảm hết đồ họa đi, anh em nào mà giảm hết đồ họa màu y xì. Đấy, thật sự là ngoại hình thì mình đánh giá trong một trận đấu mình đánh giá thật sự là khá là thấp. Hiệu kỹ năng thì chưa một, các bạn thấy không, thật sự là nó quá là mờ nhạt, nó kiểu nó không được đậm đà, nó không được đẹp như trong đó bão vũ cùng lôi. Bạn thấy nó màu xanh hẳn, nó hiệu ứng rất là đẹp. Đây, các bạn sẽ bắn 3 viên đạn này, xong hiệu ứng khói này. Đấy, bây giờ các bạn bắn cái này các bạn còn nhìn rõ nhá, xa các bạn còn nhìn rõ các bạn bắn trúng chưa. Chẳng khác gì các bạn đang thổi khói ở đâu mọi người. Hiệu kỹ năng thì chiêu một thì mình thấy là đồ hiệu bình thường thì mình thấy là khá là bình thường. Đấy, cái bình thường này mọi người. Trông thật sự là chê thật sự luôn ấy. Đấy, theo quan điểm cá nhân của mình, tôi có một số bạn thích thì các bạn khen thôi. Còn thật ra là trang phục này không đẹp bằng cái trang phục bậc S cộng, cái trang phục gì mà có sao sao mọi người, trang phục của mình quên mất tên rồi mọi người. Đấy, trang phục xấu hơn. Khi nào mình sẽ làm video so sánh. Đây, chiêu 1. Đây, khi các bạn kích hoạt chiêu 1 đúng không, các bạn sẽ thấy là mặt có sói, có lân gì đó. Xong các bạn sẽ thấy là hiệu sấm sét. Chiêu 1 thì khi các bạn kích hoạt chiêu 1 thì mình thấy là khá là đẹp. Hiệu chiêu 1 thì ok. Hiệu chiêu 1 mình thấy ổn. Còn khi các bạn kích hoạt bắn thì nó cũng chẳng khác gì hiệu đánh thường đâu mọi người. Đó, chỉ to hơn, nó đậm hơn một chút thôi. Chứ còn thật sự là mình đánh giá trang phục này mình đánh giá khá là thấp. Chiêu 2 thì các bạn sẽ lướt ra kiểu mặt cái mặt lạ hình lân rồi mọi người, hiệu ứng gọi là có một chút hiệu ứng thôi. Đó, chiêu 2 cũng tạm ổn, chiêu 2 được cái tạm ổn, ngoại hình chê thật sự luôn đấy. Xem khi mà dùng chiêu 2 trúng mục tiêu này. Ồ, hiện một chút hiệu ứng nhé. Được, chiêu 2 thì mình cũng tên là tạm ổn. Tiếp theo là chiêu cuối nha. Đấy, chiêu cuối thật sự là chiêu cuối này mình thấy nó cũng bình thường thôi. Nó chẳng khác gì một cái tạo ra một cái vòng tròn màu tím tím nhạt nhạt, xong nó sẽ có hiện ra ba cái hình lân chạy xung quanh, không có gì gọi là nó vì hiệu ứng nó bốc lên hay là kiểu nghi ngút các thứ trong nó ngầu một chút. Thật ra là trang phục này thì các bạn sở hữu 499 con Huy thì mình nghĩ là cũng thôi, tạm ổn anh em ạ, tại vì nó là trang phục đầu tiên SS của Raoki, thế nên là mình nghĩ là nhiều bạn sẽ thích. Đấy, thì theo quan điểm cá nhân của mình ấy thì cái màn xuất hiện ấy, hiệu ứng sảnh chờ ấy, thì mình giá được tầm khoảng 9-10 điểm, còn gọi là 10 điểm đi, cho màn 10 điểm đi. Còn ngoại hình ấy, ngoại hình trong một trận đấu ấy, mình giá được tầm khoảng, cho 4 điểm thôi, khoảng 5 điểm thôi. Còn hiệu kỹ năng thì mình giá được chỉ được tầm khoảng 6 điểm thôi, chứ không được cao. Đó, và mọi người đánh giá sao trong Raoki mọi người tại bình luận bên dưới giúp mình nhé. Ok, thì sau đây thì mình sẽ dừng lại clip đây và chào các bạn. Hẹn các bạn video tiếp theo. Bye bye.